Thưa quý vị, từ 6 giờ sáng cho đến thời điểm này, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 66 ca mắc COVID-19 mới trong cả nước. Hai điểm nóng nhất của dịch vẫn là Bắc Giang và Bắc Ninh. Cụ thể, Bắc Giang ghi nhận thêm 26 ca, Bắc Ninh 20 ca. Bắc Ninh và Bắc Giang là hai điểm nóng nhất hiện nay và đáng chú ý lại là hai tỉnh sát cạnh nhau nên giao lưu và lây lan sang nhau. Bộ Y tế mới có cuộc làm việc với tỉnh Bắc Ninh và đánh giá số ca mắc sẽ tiếp tục tăng, cần phải có những biện pháp mạnh ngăn dịch trong khu công nghiệp và khu dân cư. Tổ hội chẩn bệnh nhân nặng cũng đã tiến hành hội chẩn bàn phương pháp điều trị cho 20 ca bệnh nặng. Đây là số lượng ca bệnh nặng lớn nhất từ trước đến nay trong một phiên hội chẩn. Tại Bắc Ninh, điểm nóng của dịch hiện có 25 ca bệnh chuyển nặng, trong đó có 3 ca rất nặng. Chiều ngày 18 tháng 5, Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Bạch Mai cử chuyên gia về hỗ trợ xây dựng khu điều trị tích cực cho các ca bệnh nặng ngay tại Bắc Ninh.